Thầy xin chào tất cả các em học sinh của trường trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay chúng ta đến với tiết học đầu tiên của môn thể dục lớp 8. Thì trong môn thể dục lớp 8, các em sẽ được học những nội dung nào? Thì sau đây thầy mời tất cả các em chúng ta sẽ tìm hiểu trong tiết học ngày hôm nay. Trước khi vào nội dung bài học, thì thầy có một số điều muốn dặn dò đối với các em. Thì dặn dò trong giờ học thể dục trực tuyến, các em chú ý cho thầy cái vấn đề sau. Một là đúng giờ. Giờ học của chúng ta là vào chiều thứ tư hàng tuần, từ 16:15 cho đến 17:00. Hai là có mặt đầy đủ, thì các em tập trung chú ý và tham gia tích cực trong lớp. Ba là nộp bài tập. Thì trong mỗi bài thì thầy có thể cho các em bài tập, thì các em sẽ làm và nộp lại cho thầy qua Zalo của thầy. Và đây là số điện thoại Zalo của thầy. Về dặn dò khi các em đi học lại tại trường, thì về thời gian, các em đi học đúng thời gian mà nhà trường quy định, không được đi sớm quá hay là đi trễ quá. Về trang phục, đó là trang phục thể dục, mang giày bata màu trắng, không mang giày màu, bỏ áo vào quần và trên áo phải có phù hiệu của trường. Về dụng cụ, mang dụng cụ học tập theo yêu cầu của giáo viên. Về địa điểm, các em sẽ học ở sân sau trường trung học cơ sở Chu Văn An. Các em chú ý, vì các em học trái buổi cho nên khi các em đi vào trường, các em sẽ đi từ cổng, đi cặp theo nhà xe giáo viên và vào sân sau. Tuyệt đối các em không được đi từ sảnh trước, đi xuống sân trước rồi mới lòng xuống sân sau, vì các em đi như vậy sẽ gây ảnh hưởng cho các lớp khác đang học. Rồi khi vào đến sân sau thì các em chỉ được hoạt động trong phạm vi sân sau, tuyệt đối không được di chuyển lên sân trước làm ảnh hưởng đến các lớp khác. Về chương trình thể dục lớp 8, các em gồm có những nội dung như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ học lý thuyết một số phương pháp tập luyện để phát triển sức nhanh. Nội dung thứ hai đó là bài thể dục liên hoàn lớp 8, bao gồm 35 động tác. Nội dung thứ ba là chạy ngắn, chạy bền, các động tác bổ trợ, kỹ thuật xuất phát, các giai đoạn trong chạy ngắn và chạy bền. Nội dung thứ tư là phần đội hình đội ngũ. Nội dung thứ năm là đá cầu. Nội dung thứ sáu là nhảy xa. Nội dung thứ bảy là nhảy cao. Thì ở lớp 8 các em sẽ học nhảy cao kiểu bước qua. Và nội dung cuối cùng đó là thể thao tự chọn. Chúng ta đến với bài 1. Một số phương pháp luyện tập và phát triển sức nhanh. Thì đầu tiên các em sẽ tìm hiểu sức nhanh là gì. Sức nhanh là gì? Sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động trong thời gian ngắn nhất. Sức nhanh được biểu hiện ở 3 hình thức. Một là phản ứng nhanh, hai là động tác đơn nhanh, ba là tần số động tác. Về phản ứng nhanh, ví dụ như khi nghe thấy tín hiệu dừng lại thì dừng lại ngay, hoặc khi đang chạy có tín hiệu thì chạy ngược lại ngay chiều vừa chạy. Khi nghe thấy tiếng súng phát lệnh hoặc hiệu lệnh chạy thì người chạy phản ứng nhanh bằng động tác xuất phát. Về động tác đơn nhanh, ví dụ như trong đấu võ, đấu kiếm thì võ sĩ hoặc kiếm sĩ xuất đòn nhanh. Trong bóng chuyền thì động tác đập bóng nhanh. Về tần số động tác, ví dụ như số lần thực hiện bước chạy trong 1 giây, số lần bước đi bộ trong 1 phút, số lần tân cầu nhảy dây trong 15 giây, 20 giây, 30 giây, hoặc số lần quạt tay của vận động viên bơi 50m, 100m. Ngoài ra, sức nhanh trong cự ly ngắn còn liên quan đến sức mạnh tốc độ và sức bền tốc độ. Về sức mạnh tốc độ, ví dụ như là đạp chân vào bàn đạp khi xuất phát. Chạy. Sức bền tốc độ, ví dụ như là gắng sức chạy nhanh ở 10m hoặc 20m cuối trước khi đến đích. Ở chương trình thể dục lớp 8 thì các em áp dụng sức nhanh vào nội dung chạy cự ly ngắn. Vì vậy ngày hôm nay thầy và các em sẽ tìm hiểu về một số phương pháp hay một số bài tập để phát triển sức nhanh.
chúng ta đến với nội dung một số phương pháp phát triển sức nhanh. Thì nhóm bài tập đầu tiên là nhóm bài tập rèn luyện phản ứng nhanh. Thì chúng ta có thể tập xuất phát ở nhiều tư thế khác nhau, như là đứng thẳng xuất phát, đứng vai hướng chạy xuất phát, đứng lưng hướng chạy xuất phát, ngồi xổm xuất phát, hay một số trò chơi vận động mà các em đã được học ở lớp 6 và lớp 7 để rèn luyện phản ứng nhanh. Ngoài ra các em có thể tập thêm đá cầu, nhảy dây, cầu lông, bóng rổ, bóng đá, bơi lội, vân vân, cũng có khả năng rèn luyện phản ứng nhanh rất tốt. Nhóm bài tập tiếp theo là nhóm bài tập rèn luyện động tác đơn nhanh. Thì chúng ta có là bật nhảy nhanh, gập thân ném bóng nhanh, co tay xà đơn nhanh, chống đẩy nhanh, ngồi xuống đứng lên nhanh, vân vân. Đối với nhóm bài tập rèn luyện tần số động tác nhanh như là chạy nhanh tại chỗ hoặc di chuyển trong 5 giây, 10 giây, 15 giây, nhảy dây nhanh trong 10 giây, 15 giây, chạy nhanh ở cự ly 15m, 20m, 30m, vỗ tay nhanh, vân vân. Ở nhóm bài tập rèn luyện sức mạnh tốc độ như là xuất phát sau đó chạy tăng tốc ở 5m, 10m, 15m, 20m, chạy đạp sau, bật cao, bật xa, bật 3 bước, bật 5 bước, vân vân. Ở nhóm bài tập rèn luyện sức bền tốc độ như là chạy nhanh 60m, 80m, 100m ở mỗi cự ly trên, cố gắng chạy với tốc độ cao nhất ở 10 hoặc 20m cuối cự ly. Chúng ta đến với nội dung tiếp theo, đó là một số bài tập phát triển sức nhanh. Thì thầy có một số bài tập phát triển sức nhanh muốn giới thiệu với các em, đó là chạy 30m tốc độ cao, chạy 30m luồng cọc, chạy biến tốc, chạy nâng cao đùi tại chỗ, khi có tín hiệu thì chạy nhanh về phía trước khoảng 10 hoặc 15m. Tập các bài tập với thang dây, chơi các trò chơi vận động thi đấu ở cự ly 20 hoặc 25m. Và còn rất là nhiều các bài tập phát triển sức nhanh khác. Các em có thể lên mạng tìm hiểu thêm một số bài tập phát triển sức nhanh ngoài các bài tập mà thầy đã đưa ra trên đây. Chúng ta có một số lưu ý khi các em tập luyện phát triển sức nhanh. Lưu ý đầu tiên thì chúng ta phải tập luyện thường xuyên, liên tục và đúng phương pháp. Tập luyện từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ nhẹ đến nặng, từ ít đến nhiều. Chúng ta phải tập luyện thường xuyên, không ngắt quãng để cho cái thành quả luyện tập của chúng ta đạt được hiệu quả tốt nhất. Lưu ý thứ hai thì khối lượng tập luyện phải tùy thuộc vào thể lực của từng em và theo giới tính. Lưu ý thứ ba là không nên tập nặng vào những ngày khi cơ thể mới khỏi bệnh hoặc là các bạn nữ đang trong những ngày kiêng kỵ. Để củng cố bài học ngày hôm nay, thầy có một số câu hỏi đặt ra cho các em. Thì những câu hỏi này các em sẽ đánh trên Facebook và các em sẽ gửi qua Zalo của thầy. Câu thứ nhất, sức nhanh là gì? Câu thứ hai, sức nhanh được biểu hiện ở mấy hình thức? Kể tên cái hình thức đó. Câu thứ ba, em hãy tìm và kể tên một số bài tập phát triển sức nhanh mà em biết.